Bây giờ ta bắt đầu lần vào từng sự kiện một, mà xem những sự kiện đó lại gắn chặt với Bác như thế nào. Mà giải phóng Điện Biên Phủ, thắng lợi Điện Biên Phủ, Bác và Trung ương về Hà Nội, Bác lại dừng chân ở núi Nghĩa Lĩnh Đền Hùng. Bác nói một câu đi vào lịch sử là: các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Bác nói là trước đây khi cách mạng chưa thành công, hoạt động trong vòng bất hợp pháp, thì chúng ta chỉ có rừng và bóng đêm. Còn bây giờ cách mạng thành công, ta có ngày, có trời, có đất, có biển. Đấy. Một tấc đất, một tấc biển của ông cha không được phép suy chuyển. Đấy là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc, là thông điệp của lịch sử mà qua phát ngôn của Bác. Trọng trách bây giờ là phải giáo dục lòng yêu nước, ý thức dân tộc cho toàn dân, nhất là cho các thế hệ trẻ, để thực hiện cho được lời của Bác: độc lập tự do là như vậy. Nếu có điều kiện, các đồng chí ra thăm đảo Cô Tô này, đảo Cô Tô trong địa phận Quảng Ninh ấy, qua huyện Vân Đồn, qua biển đến đảo Cô Tô. Tại sao mà lúc 70 tuổi Bác của chúng ta đã đến Cô Tô? Năm 1960, các đồng chí, Bác 70 tuổi. Đại hội 3 cũng năm đó, Bác đã có mặt ở đảo Cô Tô lúc đó. Lúc bây giờ toàn đảo có chưa đầy 2.000 dân. Thế mà Bác nói chuyện mà đồng bào không ai hiểu cả, không ai nghe được. Hóa ra toàn người Hoa, các đồng chí. Và Bác lập tức nói tiếng Hoa ngay. Bác là một thiên tài về ngoại ngữ. Ngoại ngữ nào Bác cũng biết, mà toàn tự học cả, chứ làm gì được học bài bản trường lớp như chúng ta bây giờ đâu. Riêng chỗ này các bạn trẻ này học Bác suốt đời nhé, về nghị lực học tập của Bác. Đấy, ngoại ngữ là như vậy. Bác nói bằng tiếng Hoa thì đồng bào hiểu hết. Hóa ra là lúc bấy giờ trên đảo Cô Tô toàn người Hoa. Đấy, mà chưa đầy 2.000 người. Còn bây giờ đảo Cô Tô đã lên tới 6.000 người, 6.000 dân. 6.000 dân là một cái xã nhỏ của đồng bằng thế này thôi. Nhưng mà với đảo Cô Tô là một hòn đảo chiến lược, 6.000 dân mà tồn tại như một huyện hoàn chỉnh, có thị trấn, có tất cả các bộ máy cơ quan đoàn thể như chúng ta, và dân chỉ có 6.000 người. Còn du lịch đương nhiên là rất đông vào cái mùa du lịch. Đấy. Bây giờ là một vấn đề chiến lược. Ở đây có hai chi tiết cần phải giải thích. Ta ra đảo Cô Tô, ta thấy có tượng đài của Bác. Bác là người khiêm tốn cả đời, không bao giờ nói về mình. Thế mà đến đảo Cô Tô, Bác đồng ý cho dựng tượng. Từ năm 60, các đồng chí nhé. Còn bây giờ đấy, nếu ta ra đảo Cô Tô để thắp hương tưởng niệm Bác, thì ta còn thấy có cả nhà thờ nữa. Đồng chí nào đã ra thì đều biết, cái nhà thờ đó có hai cái câu đối rất quan trọng. Các đồng chí có thể thuộc lòng được: tận chung với nước, xã tắc sơn hà là thiêng, thiêng liêng đấy. Xã tắc sơn hà tức là chủ quyền. Một bên là tận hiếu với dân, độc lập tự do là quý. Câu của Bác đấy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Thì ta mới hiểu được là nguyên thủ quốc gia có mặt ở đó, tức là khẳng định độc lập chủ quyền của Tổ quốc, của quốc gia. Tầm nhìn chiến lược của Bác. Cái sự kiện thứ hai, sự kiện này đặc biệt cảm động, liên quan trực tiếp đến Bác, cả về tư tưởng lẫn cái tác phong sinh hoạt đời thường. Đó là sự kiện tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, cách đây 50 năm. Lúc tổng tiến công Mậu Thân, Bác đã 78 tuổi. Năm sau 69 thì Bác đi. Đấy. Mà lúc tổng tiến công Mậu Thân năm 68, cũng tức là Bác đã viết xong di chúc từ lâu rồi, nhưng mà bí mật hoàn toàn không ai biết. Năm 65 đã viết di chúc. Mà Đảng ta đã hứa với Bác là quyết tâm giải phóng miền Nam, để thỏa lòng mong ước của đồng bào và cũng là mong ước của Bác. Vì Bác bao nhiêu lần đề nghị Trung ương cho Bác đi miền Nam mà không ai dám giải quyết. Ngay Tổng Bí Thư là người cao nhất cũng không dám quyết.
Ai dám đảm bảo an toàn cho bác trong hoàn cảnh bom đạn như thế ở chiến trường? Bác cứ thiết tha đề nghị là không để bác đi xa. Đi xa tức là tít tận cực Nam, miền Nam Bộ, Cà Mau. Thì cho bác đi gần vậy. Đi gần tức là cái vùng giới tuyến Quảng Trị, Vĩnh Linh. Không để bác đi dài ngày, cho bác đi ngắn vậy. Mà cần nữa các chú cứ để bác hóa trang. Bác hóa trang rất giỏi, không sợ lộ đâu. Bác động viên an ủi chúng ta như vậy. Chứ thật ra đời bác bao nhiêu lần bị lộ chứ các đồng chí. Vào tù ra tội, bác có cả án tử hình vắng mặt cơ mà. Vào tù ra tội bao nhiêu lần. Nhất là 14 tháng tưởng dưới thạch giam cầm bác ở Quảng Tây. Đưa bác đi 30 nhà tù đầy ải bác cùng cực. Mà bác vẫn có thể làm thơ trong nhà tù được. Thì đấy là một điều phi thường. Cho nên bác bảo bác hóa trang đấy là bác an ủi động viên chúng ta thôi. Chứ không thể đi được. Bác còn thiết tha đề nghị là các chú cần bác gì thì cứ nói để bác chuẩn bị. Hay là cho bác cạo nốt râu đi vậy. Bác để râu các đồng chí. Đồng chí Lê Duẩn bám vào cái chi tiết này, nói ngay với bác là thưa bác không được đâu. Chòm râu của bác đi vào lịch sử rồi. Ôi chòm râu mát rượi hòa bình, thơ Tố Hữu ta đã học cả rồi. Bây giờ bác cạo râu đi thì ai nhận ra bác là ai? Thôi bác cứ yên lòng chờ đợi. Chúng tôi hứa với bác đánh nhanh, đánh giỏi để giải phóng sớm, để kết thúc chiến tranh sớm, để thỏa lòng mong ước của đồng bào và của bác nữa. Chứ còn để bác đi thì không ai dám giải quyết đâu. Phải nói thẳng cho bác như thế. Bác sang Trung Quốc chữa bệnh lần cuối cùng. Lần cuối cùng. Mà bác vẫn điện về cho Tổng Bí thư Lê Duẩn. Bác nói là ở Trung Quốc về, sức khỏe của bác chắc là tốt hơn. Thì chú bàn lại với Trung ương cho phép bác đi miền Nam. Càng sớm càng tốt. Bác gạch dưới cái từ càng sớm càng tốt trong cái bức thư bác viết. Tại sao lại như vậy? Bác đau tim nặng như thế. Bác biết là cũng không thể sống lâu được. Cho nên đi, đi để có lời chào trước với đồng bào. Mà không ai dám giải quyết. Đồng chí Lê Duẩn nhận được thư của bác, đã trả lời bác kiên quyết như thế này này. Tôi xin thay mặt Trung ương hứa với bác, giải phóng miền Nam xong, sau khi đã giải phóng miền Nam xong, lập tức bố trí để bác đi thăm đồng bào ngay, để bác yên tâm. Ai ngờ đâu bác lại có thư trả lời. Đây là bức thư cuối cùng của bác, vẹn vẹn có mấy câu thôi. Bác bảo bác đồng ý với chú. Bác chỉ xin chú chữa cho bác một chữ thôi. Chữa chữ sau thành chữ trước. Hứa là sau giải phóng miền Nam. Bác đòi là phải trước giải phóng miền Nam. Đấy. Thì ta mới càng thấy thêm cái ý chí, tình cảm và quyết tâm của bác. Cho nên chính vì thế mà cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân rất vĩ đại, oanh liệt. Lẽ ra là toàn thắng từ năm đó kìa. Mà không xong được. Phải đến tận 30 tháng 4 năm 75 mới xong. Thì bác đã đi mất 6 năm rồi. Sở dĩ không xong được là do nhiều lý do, nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó các đồng chí đừng quên có một nguyên nhân rất là trực tiếp. Bên thềm tổng tiến công Mậu Thân thì xảy ra cái chết đột ngột của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, 53 tuổi. Người mà có thể nói là linh hồn của chiến trường miền Nam. Mất trong một cơn đau tim đột ngột, nhồi máu cơ tim. Mất trong một cái đêm hè nóng bỏng, người ta gọi là đêm hè định mệnh. Thế mà tổng tiến công đến nơi rồi, đại tướng mất. Mất vào tháng 7 năm 67. Bên thềm tổng tiến công, bác đau đớn lắm. Và bác đau tim rất nặng từ hồi đó đấy. Các đồng chí có nhớ cái chi tiết thơ Tố Hữu là chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn không? Phải treo một quả chuông nhỏ trước cửa phòng bác để ai vào làm việc chuông reo bác đỡ giật mình. Đau tim như thế. Và đặc biệt nữa này, sau khi bác mất, chuông không reo, đèn không sáng, rèm cửa khép lại đầy tang tóc. Đấy. Thì cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân là vĩ đại như thế. Trong khi toàn chiến sĩ miền Nam nổ súng, nhất là ở cái tòa đại sứ Mỹ, rung chuyển cả miền Nam đến này,
thì bác hồi hộp lắng nghe tiếng súng từ chiến trường miền Nam, lắng nghe tin chiến thắng dội về. Bác có một thói quen làm thơ chúc Tết. Chúc mừng năm mới xong bao giờ cũng tặng đồng bào chiến sĩ chúng ta bằng thơ chúc Tết năm mới. Còn từ khi bác mất thì không còn thơ chúc Tết nữa, chỉ có thơ chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước thôi. Vì bác là một nhà thơ. Cái bài thơ bác viết mừng năm mới năm 68, năm có sự kiện Mậu Thân tổng tiến công đấy, là một bài thơ đặc biệt. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Câu cuối cùng ấy, không còn là thơ nữa đâu. Câu cuối cùng là mật lệnh đấy. Nổ súng vào cái giờ dê toàn chiến trường miền Nam rung chuyển đấy. Tiến lên toàn thắng ắt về ta. Trong cái không khí linh thiêng như thế, bác của chúng ta bỗng thèm lắm một điếu thuốc lá mà không có. Bác bỏ thuốc lá được 3 năm rồi. Bắt đầu viết di chúc là bắt đầu bỏ thuốc lá. Bây giờ tổng tiến công Mậu Thân là 3 năm. Thèm lắm một điếu thuốc lá mà không có. Một ly rượu nhỏ cũng không có vì bỏ hết rồi. Bỏ bằng ý chí và nghị lực. Bỏ theo lời khuyên của thầy thuốc, theo đề nghị của Trung ương. Chứ còn bác thèm lắm. Bác là một con người chứ không phải bậc thánh gì đâu các đồng chí. Đấy. Bác làm thơ đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí không chỉ thuộc thơ của bác năm mừng năm mới đâu. Ta phải thuộc những bài thơ của bác về thuốc lá. Bác có 2 bài thơ viết về thuốc lá. Bài thứ nhất là viết bằng chữ Việt, tiếng Việt. Bài thứ hai là bằng tiếng Hán. Ta dịch ra là một kiệt tác văn chương. Nhớ. Thuốc không, rượu chẳng có mừng xuân. Bỏ hết rồi mà. Bỗng chốc thi nhân hóa tục nhân. Không có thuốc, không có rượu, mất hết cảm hứng của nhà thơ, chỉ còn người trần mắt thịt thôi. Cho nên là bỗng chốc thi nhân hóa tục nhân. Mơ thấy thuốc thơm và rượu ngọt, tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần. Con người bác như thế. Bác tâm sự với chúng ta là bác ngủ, bác còn nằm mơ thấy thuốc lá. Đấy. Và bài thơ đó là như vậy. Còn bài chữ Hán này là tam niên bất ngật tiểu suy yên, nhân sinh vô bệnh thị thần tiên, hỷ tín nam phương liên đại thắng, nhất niên tứ quý đổ xuân thiên. Ta dịch ra là thuốc kiêng rượu cữ đã 3 năm, không bệnh là tiên sướng tuyệt trần, mừng ấy miền Nam vui thắng lớn, một năm là cả 4 mùa xuân. Tâm hồn bác như vậy, đúng như Phạm Văn Đồng nói đấy, người có một tâm hồn lộng gió bốn phương thời đại là như vậy. Xung quanh câu chuyện thuốc lá của bác rất nhiều điều cảm động. Điều thứ nhất là khi mà chúng ta khuyên bác bỏ thuốc vì bác bị bệnh phổi các đồng chí. Đêm bác ho nhiều lắm. Bác bị bệnh phổi là do thời châu Âu rét lạnh như vậy. Bác đi viếng Lenin ở Moscow về, bác xưng phổi. Rồi trong nhà tù ở Hương Cảng, Hồng Kông, rồi 14 tháng ở tù ở Quảng Tây, gian lao như vậy, bác bị bệnh phổi. Bây giờ tuổi già nó phát lại, bác ho nhiều lắm. Trên Trung ương thương bác đề nghị bác bỏ thuốc. Các thầy thuốc cũng khuyên bác bỏ thuốc. Ông Vũ Kỳ cũng vậy. Bác trả lời thế nào? Bác bảo các chú cho bác bỏ dần có được không? Đấy là phong cách, đấy là con người đấy các đồng chí. Nếu bảo bỏ ngay thì nó là một điều chủ quan duy ý chí. Bỏ dần có được không? Bác hút ít đi rồi cuối cùng kiên quyết không hút nữa đấy. Nhưng mà thèm thì rất thèm. Thèm đến mức ngủ còn nằm mơ thấy cơ mà đấy. Và bác tâm sự thật thế này này. Bác chỉ có nhị vật này thôi. Nhị vật tức là 2 thứ, rượu và thuốc lá. Bây giờ các chú bảo bác bỏ hết thì bác còn gì nữa đâu. Con người bác như thế đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí nam giới hút thuốc lá thì mới thương bác, đúng không? Đặc biệt nữa này, khi mà bác bỏ thuốc lá rồi thì đồng bào miền Nam ở tít xa xôi trong kia có biết là bác bỏ thuốc lá đâu, lại gửi tặng bác cái gạt tàn thuốc lá làm từ xác máy bay các đồng chí.
đẹp lắm, công phu lắm, của đồng bào Đồng Nai Biên Hòa đấy. Thế mà nhận được quà của miền Nam, bác xúc động lắm. Bác gửi ngay sang tặng Fidel. Fidel Cuba là hút xì gà các đồng chí. Tặng Fidel. Còn bác không hút nữa đấy. Còn lúc sống đấy thì bác vẫn thường nhận được quà của Fidel là cái loại xì gà đặc biệt đấy. Nhưng bác có dùng đâu, bác biếu hết, biếu các đại sứ hết. Là thế đấy các đồng chí. Thế thì chúng ta mới biết thêm được một chi tiết này này, là bác lại có một bác sĩ riêng. Trong số bác sĩ chăm sóc hàng ngày thì có một bác sĩ đặc biệt là Nhữ Thế Bảo. Sau này là đảng ta cử sang Liên Xô học một lớp bí mật đào tạo cấp tốc về giữ gìn thi hài đấy các đồng chí. Đấy. Thế thì cụ thân sinh ra bác sĩ đấy, tuổi cao và chỉ có một nguyện vọng là được ra thăm Hà Nội để một lần đến chào bác. Bác biết bác cảm động lắm, bác cho mời cụ ra thăm ngay. Và bác dặn văn phòng làm cơm để bác tiếp cụ. Bác chu đáo thế mà. Bác còn dặn là cho bác một chai rượu, một bao thuốc để bác tiếp cụ, chứ bác cũng không dùng đâu. Đấy. Bác phải nói vậy để chúng ta yên tâm mà các đồng chí. Đấy. Thế là lúc vào bữa ăn, bác nói thế này này: xin cụ cứ dùng nhị vật này cho tự nhiên, còn tôi, các bác sĩ không cho dùng nhị vật nữa cụ ạ. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn được thưởng thức ở trong mơ. Bác nằm mơ ngủ thấy là thế đấy các đồng chí. Đấy. Ai cũng thương bác. Đồng chí nào ở Hưng Yên cơ thì mới cảm động này. Bởi vì có cái chi tiết này này, bác mời một cụ già ở Hưng Yên hút thuốc lá với bác khi bác còn chưa bỏ thuốc ấy, mà cụ cầm cái điếu thuốc bác đưa mà giữ gìn linh thiêng như một kỷ vật. Cố hút đâu để dành. Đến khi nghe tin bác mất, khóc ràn rụa và đặt cái điếu thuốc đó trên bàn thờ thắp hương để khóc bác. Cái chi tiết thuốc lá là như vậy. Mà Trung ương biết được tin này, tức là biết rằng bác vẫn rất thèm, cho nên mới bàn với nhau phải có một nghị quyết về thuốc lá của Hồ Chí Minh. Gọi là nghị quyết cho nó sang trọng, chứ thật ra là một lời giao hẹn với nhau. Nội dung tức là cấm tuyệt đối, từ người cao nhất đến nhân viên phục vụ, không được ai hút thuốc lá trước mặt bác. Để bác bỏ cho nó dễ các đồng chí, cho nó nhanh này. Đấy. Thương bác mà ai cũng đồng ý. Thông qua rất nhanh. Mà lại còn thống nhất với nhau là tuyệt đối bí mật, không nói ra ngoài để bác biết bác buồn. Thế chúng ta có một cái thực tế này rất là đáng suy ngẫm này. Ở Việt Nam ấy, nghị quyết thông qua rất nhanh các đồng chí. Nhưng mà thực hiện thì rất khó. Bao giờ cũng thế nhé, từ cái việc này trở đi. Bởi vì làm việc cả ngày với bác mà bây giờ không được hút thuốc chứ khó chịu lắm. Mà đã hứa rồi chứ thực hiện. Mà lại không nói ra ngoài để bác biết, bác buồn. Có ai nói đâu mà bác biết hết. Bác quan sát rất nhanh, bác phát hiện ra ngay. Bác nghĩ là ngày thường sao mà các vị hút lắm thế. Mà mấy ngày hôm nay trong phòng không có một làn khói nào, nhưng mà nhìn mặt thì vị nào cũng có buồn buồn cả. Thèm thuốc quá có cái gì đâu các đồng chí. Con người cả chứ có phải thánh thần gì đâu. Thế là bác mới gọi ông Vũ Kỳ ra các đồng chí. Ông Vũ Kỳ tôi đã nói là thư ký đấy. Nhưng các đồng chí nhớ cái chi tiết này rất là lý thú này. Chuyên môn thì ông Vũ Kỳ không giữ chức vụ gì đâu. Mãi sau này Trung ương mới bổ nhiệm làm giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh khi bác mất rồi. Chứ còn suốt đời không làm chức vụ gì. Đấy là chuyên môn. Còn trong đảng thì khác đấy. Trong đảng ông Vũ Kỳ còn là cấp trên của bác. Ông Vũ Kỳ là bí thư chi bộ cơ mà. Mà bác là đảng viên thường thôi. Dù trong toàn đảng thì bác là lãnh tụ. Đấy. Mà bác chấp hành chi bộ nghiêm chỉnh lắm đấy các đồng chí nhé. Thì họp nè, đóng đảng phí nè, đi vắng thì xin phép nè, đủ hết. Đấy. Ông Vũ Kỳ là bí thư chi bộ của bác đấy nhé, mà bác là đảng viên. Nhưng mà trong chuyên môn là giúp việc bác. Thế là bác gọi ông Vũ Kỳ ra, bác bảo: chú Kỳ, bác có một việc riêng muốn nhờ chú, chẳng hay chú có giúp bác được không? Các đồng chí liên tưởng ngay vấn đề dân chủ nhé. Phong cách nổi bật của bác là dân chủ. Ở đỉnh cao quyền lực mà không ra lệnh, chỉ xin thôi, chỉ gợi ý thôi. Đấy. Ông Vũ Kỳ hồn nhiên lắm, chưa biết đầu đuôi ra làm sao cả, đã hứa rồi.
bác cứ nói cháu làm ngay lập tức. Bác bảo bác xin chú bao thuốc có được không? Thế bây giờ mới khó đấy các đồng chí này. Một là đã hứa với bác rồi, bây giờ không đưa cho bác thì rất là áy náy, đưa cho bác thì lại bị Trung ương phê bình kỷ luật, vì Trung ương đã chỉ thị là cấm không được để bác hút thuốc cơ mà. Bây giờ biết làm thế nào, cứ đánh trống làng cho bác quên đi. Bác có quên đâu. Bác bảo là bác xin chú bao thuốc, chú nghe có được rõ không? Thế cơ mà. Bác giải thích là bác không hút đâu, nhưng bác có việc cần lắm, có giúp bác được không? Bác dân chủ thế đấy các đồng chí. Chứ bảo đi lấy bao thuốc thì ta đi lấy ngay chứ. Ở cương vị bác, chủ tịch nước, chủ tịch đảng cơ mà. Đỉnh cao quyền lực là bác. Không, chỉ xin thôi. Đi miền Nam cũng thế chứ. Bác xin phép Trung ương chứ bác có đi đâu. Chứ bác có ra lệnh để bác đi đâu. Dân chủ là nét đặc sắc của bác. Mà ta phải học bằng được, nhất là người đứng đầu các đồng chí nhé. Tất cả các đồng chí chủ chốt ở đây đứng đầu, học bằng được cái phong cách dân chủ của bác. Người ta gọi đó là cái cẩm nang. Đấy là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Thế là ông Vũ Kỳ được bác giải thích như vậy, thế là yên tâm quá, đi lấy thuốc ngay cho bác. Hôm sau họp bộ chính trị, họp ban bí thư, bác chủ trì. Bác bóc sẵn bao thuốc lá, bác mời từng người một, còn bác không hút. Mà thời bấy giờ nó giản dị lắm chứ không như bây giờ đâu các đồng chí. Làm gì có hội trường sang trọng như thế này, họp ngay dưới cái tầng trệt nhà sàn của bác. Cái bàn dài thế này này, kê mấy cái ghế đó, bộ chính trị họp hàng ngày với bác ở đấy. Bác bảo thế nào, bác biết cái nghị quyết của các chú rồi, bây giờ bác mời các chú hút thuốc. Bác mong các chú cứ thoải mái tự nhiên như trước đi, đừng vì bác mà khổ thế. Bác đã hứa với Trung ương với các chú là bỏ thuốc, bác kiên quyết bỏ, còn các chú cứ thoải mái tự nhiên đi. Bác rút từng điếu một đưa cho từng người, ai cũng cảm động, có người khóc. Mà chỉ vì cái tác động tâm lý đó mà sau này nhiều nhà lãnh đạo bỏ thuốc lá không hút nữa. Đấy. Ảnh hưởng của bác từ việc nhỏ đến việc lớn như thế đấy các đồng chí. Riêng các đồng chí bác sĩ, sau khi bác bỏ thuốc, lập tức khám bệnh lại cho bác thì mới xót xa chứ. Ai ngờ đâu từ ngày bỏ thuốc bác lại yếu hơn các đồng chí. Thế là đến báo cáo Trung ương. Trung ương rất lo không biết làm thế nào. Trung ương mới bảo là hay là mời bác hút lại vậy. Đấy, đấy con người bác là như thế đấy các đồng chí nhé. Cho nên đừng bao giờ nghĩ bác là thần thánh cả. Thế mà đến xin phép bác, mời bác hút lại tự nhiên đi, chỉ cần bác hút ít thôi. Bác bảo không, bác cảm ơn các chú, bác thèm lắm. Bác không giấu cái điều đó, bác thèm lắm. Nhưng bác đã kiên quyết bỏ thì bác sẽ bỏ. Đã hứa bỏ là kiên quyết bỏ đấy. Phong cách đấy các đồng chí, nhất quán giữa nói và làm đấy. Từ việc nhỏ đến việc lớn đấy, các đồng chí, nhất là các bạn trẻ, học bác từ những điều đơn sơ như vậy đi. Chứ cũng không có cái gì to tát đâu. Mà được như thế là quý lắm rồi. Mỗi ngày làm một việc tốt, thế là quý rồi. Mỗi ngày bỏ được một cái điểm xấu, thế là quý lắm rồi. Học bác thiết thực như vậy đấy các đồng chí, từ những cái câu chuyện đời thường như thế. Thì đấy là sự kiện tổng tiến công Mậu Thân nhé.